đông đá một củ khoai tây, rồi chà lên mặt thế này. Nám tàn nhang bay sệt, da trắng không tì vết, chị em nào cũng mê mẩn. Không quá ngạc nhiên khi nhiều phụ nữ cứ qua độ tuổi 25 là làn da bắt đầu có các dấu hiệu của nám, đốm nâu. Trên da chúng ta chứa các phần tử melanin. Các hắc tố này có tác dụng bảo vệ da trước tia tử ngoại. Nhưng nếu tiếp xúc quá lâu với ánh nắng, lượng melanin buộc phải sinh ra nhiều hơn, đồng nghĩa với việc đốm nâu và nám xuất hiện ngày càng nhiều. Thông thường, sau độ tuổi 25, các đốm nâu, tàn nhang sẽ xuất hiện, nhưng nó cũng có thể đến sớm hơn nếu bạn không có chế độ chăm sóc da đúng cách. Ăn uống kém khoa học, cộng với môi trường sống nhiều khói bụi, ô nhiễm, không lành mạnh. Sử dụng đá khoai tây theo cách này, bạn có thể loại bỏ nhanh chóng các đốm nâu, vết thâm trên da chỉ sau 3 ngày. Một củ khoai tây, 3 thìa nước cốt chanh, hay đá sệt. Cách làm: khoai tây rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi thái thành từng miếng nhỏ. Sau đó bạn cho khoai tây vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Thêm nước cốt chanh vào xay thêm 15 giây nữa cho hỗn hợp nhuyễn ra thành hỗn hợp đồng nhất. Từ từ đổ hỗn hợp vừa có được vào khay đá đã chuẩn bị. Sau đó cho vào ngăn đá để đông lại trong vòng 5 đến 6 giờ. Cách sử dụng: mỗi lần bạn lấy một viên đá và chà nhẹ nhàng lên mặt, massage kỹ ở những vùng da có nhiều đốm nâu, thâm mụn. Cứ chà đi chà lại, đến khi nào viên đá tan ra hết thì dừng lại. Massage bằng đá lạnh giúp loại bỏ các hắc tố melanin gây nám, giảm da từ sâu bên trong, đồng thời tăng cường dưỡng chất giúp da trắng hồng, mịn màng hơn. Tinh chất đá lạnh sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, xe khít lỗ chân lông hiệu quả. Mỗi ngày massage một viên, sau 3 ngày bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi bất ngờ. Đám nâu mờ dần rồi biến mất, trả lại làn da sáng mịn, hồng hào thấy rõ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng kem trộn làm gì cho hỏng mặt? Trộn 3 thứ này lại với nhau, dù da ngăm đen hay cháy nắng cũng sáng mịn bất ngờ. Chị em phát sốt với công thức dưỡng trắng da chỉ bằng các nguyên liệu tự nhiên mà chẳng cần đi spa hay dùng các loại kem trộn. Có thể nói, việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là da mặt, luôn là vấn đề được hầu hết các chị em quan tâm. Thông thường, để có làn da trắng mịn, đòi hỏi mọi người phải bỏ ra một khoản chi phí phục vụ cho việc đi spa hay mua các loại mỹ phẩm, kem trộn với giá thành đắt đỏ. Thế nhưng, các bạn không hề hay biết, chỉ bằng các nguyên liệu tự nhiên như bột nghệ, bột sắn dây, lòng trắng trứng gà cũng có thể làm được điều đó hiệu quả ngay tại nhà. Thành phần nguyên liệu: một lòng trắng trứng gà, 2 thìa bột nghệ vàng, 1 thìa bột sắn dây. Ngoài ra, bạn có thể trộn thêm với mật ong, nước cốt chanh, sữa chua cũng khá tốt. Bát và thìa. Cách thực hiện: trứng gà đập ra bát, tách lòng trắng ra khỏi lòng đỏ. Tiến hành trộn tinh bột nghệ vàng, bột sắn dây vào bát có chứa lòng trắng trứng. Dùng thìa đánh đều tay, ta sẽ thu được một hỗn hợp dưỡng da dạng sệt. Cách dùng: trước hết, bạn dùng nước sạch hoặc sữa rửa mặt vệ sinh da nhiều lần, giúp các lỗ chân lông nở ra, đồng thời lấy đi bụi bẩn và bã nhờn nhanh chóng. Tiếp đó, bạn chuẩn bị một bát nước nóng, hòa tan một thìa muối, một thìa nước cốt chanh, tiến hành xông hơi chừng 15 phút. Dùng các đầu ngón tay nhẹ nhàng massage hỗn hợp vừa chuẩn bị theo chiều kim đồng hồ, giúp các mạch máu được lưu thông, các dưỡng chất hấp thụ qua da một cách triệt để. Sau 30 phút, bạn dùng nước rửa thêm một lần nữa và kết thúc bằng một lớp mỏng kem dưỡng ẩm. Để đạt kết quả cao nhất, bạn nên thực hiện thao tác này từ 2 đến 3 lần trên tuần vào các buổi tối trước khi đi ngủ. Công dụng: bột sắn dây và tinh bột nghệ vàng là các nguyên liệu tự nhiên, rất giàu vitamin cùng các loại khoáng chất thiết yếu. Nó giúp da dẻ căng sáng, mịn màng, loại bỏ lớp da nhăn nheo, răn sạm nhanh chóng. Lòng trắng trứng gà có tác dụng tái tạo làn da, ngăn ngừa tình trạng lão hóa, giảm thâm nám rất tốt. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chỉ dân trong nghề mới biết vì sao khi mua bơ phải mua thêm kèm một quả chanh. Có thể bạn chưa biết, nhưng quả bơ được xếp vào hàng cao cấp trên thế giới không phải vì giá cả của nó đắt hay rẻ, mà quan trọng bởi những giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại cho người sử dụng. Quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate và 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Tuy nhiên, vì thời vụ của bơ chỉ diễn ra vào những tháng mùa hè, nên sau đó sẽ rất khó để bạn có thể thưởng thức những quả bơ béo ngậy. Do đó, để có thể dự trữ bơ ăn quanh năm mà không lo bị hư, khi mua bơ, bạn hãy mua thêm một quả chanh. Điều này sẽ giúp bơ giữ được độ béo ngọt tự nhiên dù bảo quản lâu ngày. Chuẩn bị bơ, chanh, túi chip hoặc hộp đựng thực phẩm. Thực hiện: bước 1. Rửa sạch bơ dưới vòi nước chảy để cuốn trôi những bụi bẩn bốn bề ngoài vỏ. Nhớ là nhẹ tay thôi nhé, để tránh làm bơ bị dập. Bước 2. Sau khi để ráo nước, bạn cắt đôi quả bơ, bỏ hạt. Bước 3. Với chanh, bạn hãy cắt chanh ra và nặn nước cốt chanh vào một chén nhỏ. Bước 4. Rưới số nước chanh này lên phần thịt của quả bơ. Phải đảm bảo phần nước cốt chanh này được rưới đều bên bề mặt của thịt bơ. Sau đó trút số nước chanh dư vào chén và tiếp tục rưới lên số bơ còn lại. Bước 5. Cho số bơ đã rưới chanh này vào túi chiết, kéo khóa lại rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh là xong. Khi cần dùng đến, bạn chỉ việc mang bơ ra rã đông bằng cách ngâm bơ trong nước ấm khoảng 2 giờ. Trước khi dầm bơ làm sinh tố hay xay, bạn chỉ việc để bơ dưới vòi nước lạnh khoảng 30 giây là được. Việc rã đông bơ bằng nước ấm thay vì nước lạnh sẽ giúp bơ giữ được độ béo thơm và không bị nhão hay chảy nước. Một điểm cộng nữa cho cách bảo quản bơ này chính là khi thưởng thức, bạn sẽ khó lòng nhận ra đâu là bơ tươi, đâu là bơ rã đông. Bên cạnh đó, nếu muốn tiết kiệm diện tích tủ lạnh, thay vì để bơ còn nguyên vỏ, bạn có thể nạo lấy bằng thịt bơ, cho vào hộp đựng thực phẩm. Sau đó dầm nhuyễn bơ và cho thêm ít nước cốt chanh vào trộn đều. Đậy nắp lại cho vào ngăn đá, đã có thể bảo quản bơ ăn qua năm mà không hề ảnh hưởng đến hương vị và dinh dưỡng của chúng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay thế chanh bằng dầu ô liu, cũng để có kết quả tương tự. Cách chọn mua bơ ngon. Chú ý hình dáng quả bơ. Quả bơ dài thường lợi hơn quả bơ tròn vì hộp bơ nhỏ, có thêm phần cơm dài phía cuốn bơ. Ngược lại, những quả bơ tròn thường có hộp to hơn. Để ý phần cuốn bơ. Nếu như quả bơ có phần cuốn to, mập mạp thì đó là bơ non. Ngược lại, những trái bơ có phần cuốn đã hơi khô, nhỏ lại thì đó là quả bơ già. Rất nhiều các chị em phụ nữ thường có thói quen lắc xem bơ có tróc hạt hay không và cho rằng bơ già mới tróc hạt. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng một phần, bởi có những cây bơ không bao giờ cho quả tróc hạt. Chọn mua bơ chín. Nếu bạn không rành trong khoảng chọn bơ, cách tốt nhất là hãy chọn những quả bơ đã chín để tránh mua phải bơ non. Quả bơ chín thường mềm đều, chỉ hơi mềm thôi chứ bơ chín nhũn là bơ bỏ đi. Mặt khác, các bạn nên chú ý, nếu trái bơ có độ mềm không đều thì đó là trái bơ non chín ép, vì vậy không nên mua những trái bơ đó.